Chào tất cả mọi người nhé. Mình đang đứng ở đây là một căn nhà sàn 3 gian 2 trái. Đấy, một căn nhà sàn 3 gian 2 trái gỗ tro chỉ. Đấy, 80% là gỗ tro chỉ, toàn bộ cột là gỗ tro chỉ mọi người nhé. Cực kỳ đẳng cấp luôn đấy. Cột cái là vanh vanh 90. Đấy, cột cái là vanh 90, đường kính 30, cao 6m. Đấy, cột cái là cột quân thì đường kính khoảng 24-25 này. Anh em nhìn cột thẳng đều như cái nến luôn. Đấy. Cột thẳng đều như cái nền luôn. Mỗi một cái gian kia là 4m, cộng thêm một cái trái này của nó là 1m2 nữa. 4, 3, 12, 2m4 là 14m40. Cộng với cái, nếu mà cái đầu 7 này giọt danh thì tổng nhà là 16m. 16m, cái chiều sâu của mình là nó khoảng 7m. Đấy. Tính ra giọt danh nó ra khoảng 9m. Đấy. Đấy. Nếu mà tính giọt danh thì là khoảng 16m x 9m nha mọi người nhá. Đấy, anh em nhìn là cột này. Cột này hàng chục năm nó phơi mưa phơi nắng ở đây mà nó không hề ấn gì. Đấy, nó không hề ấn gì, nó cực kỳ đẳng cấp như thế này thì gỗ tro chỉ như thế này thì nó có kém gì gỗ lim không các bạn. Đấy, nếu như mà thợ anh em mà không quen nhá, anh em thợ không quen mình cái tạt cho anh em xem này. Đấy, 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 anh em thấy chưa, anh em thấy chưa, đấy, nó có kém gì gỗ lim không. Đấy, cực kỳ đẳng cấp luôn nhá. Đây anh em nhìn này, cột này, đấy, cột tro chỉ đây như là lim luôn. Anh em nhìn hệ thống ván nhá, anh em nhìn hệ thống ván với cả dầm sàn thì yêu luôn, toàn bộ là những tấm ván to khủng khiếp luôn, yêu luôn này. Toàn bộ những tấm ván này, nhìn cái dầm dàn ở dưới này. Đấy, dàn ở dưới thì nó chỉ cao khoảng 1m4 anh em, về lên cái chân đá đấy thì rất là đẹp luôn này. Nhìn hệ thống dầm sàn nó toàn rổ với cả trò chỉ toàn gỗ tốt. Đây nhìn hệ thống dầm của nó đây. Đấy, cột này nhìn xấu xấu bẩn bẩn này thôi nha anh em nhé, nhưng mà nói về chất lượng thì nó là số 1 luôn. Bền cực kỳ khủng khiếp luôn. Đây, anh em nhìn. Đây, mình sẽ lên đi trên nhà anh em xem. À, ván này, anh em nhìn ván này. Ván của nó ngon không? Đấy. Ván của nó quá ngon luôn. Đây, đi ở trong nhà đây. Ui ôi nhìn cái ván này. Ui ôi nhìn hệ thống ván anh em nhỉ. Chưa từng thấy cái nhà sàn nào ván đẹp như cái nhà này. Đây cột này, cột này. Đấy, cột rồi ván vách xung quanh hoành đủ. Đấy. À, ván sàn thì có 3 gian mọi người nhá. Thường cái gian này người ta để đun bếp thì người ta không để ván sàn này. Đấy, đặc sản dân tộc này, đặc sản đấy. Măng đấy. Đấy, trò chỉ nha mọi người nhá. Ván này, hệ thống ván nó nhìn này. Quá yêu luôn. Đây trên mái đây, anh em nhìn trên mái đây. Đấy, nhà trên mái này. Đấy, trên mái này. Đấy, nhìn. Mình rất là kết bộ ván sàn này. Ít khi gặp được bộ ván sàn nó đẹp như cái bộ này. Đấy, trên mái nhá. Có hoành gỗ này, nhà này có hoành gỗ anh em nhá. Đấy, nhà này có hoành gỗ luôn này. Đấy. Cột này, anh em nhìn cột này. Ui trời ơi, cột. Cột này. Này về. Bánh như lên Thanh Hóa luôn. Ván vách xung quanh hoành lùi đủ hết. Cột cao 6m. Dàn rộng, lỏng rộng. Ván viết đầy đủ. Anh em xem quả nhà đặc biệt, đặc cấp. Đặc cấp số 1 thế giới luôn. Đấy. Anh em xem nhá. Rất rẻ. Đấy. Sẽ liên hệ theo số điện thoại của mình. Mình sẽ để trên bài viết. Nhà rẻ đẹp hoành đầy đủ luôn. Đấy, rất rẻ. Nhà xem. Nhà đẹp tuyệt vời. Đấy. Đấy, anh em xem. Ván vách đủ hết luôn. Đấy. Anh em có gì sẽ liên hệ với mình nhá. Mình sẽ để số điện thoại trên bài viết. Anh em có gì sẽ liên hệ với mình.